Đầu phiên Âu thì thường có động thái stop hunt rồi nó mới di chuyển. Nếu bạn đang có lệnh ở phiên Á thì bạn nên cân nhắc đóng lệnh ở khi vào phiên này. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Thường, vừa sáng lập nên kênh đầu tư tài chính OK Trading. Nếu đã tham gia thị trường ngoại hối thì chắc chắn bạn sẽ nắm được các phiên giao dịch theo giờ Việt Nam, đặc biệt là giờ mở cửa, đóng cửa theo từng phiên giao dịch Á, Âu, Úc hay là Mỹ. Forex là một thị trường phi tập trung, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Nó chỉ ngừng giao dịch vào thứ Bảy và Chủ nhật. Nên khi nền kinh tế vận hành thì các ngân hàng trung ương cần điều chỉnh chính sách tiền tệ. Các ngân hàng thương mại cần giao dịch đô la Mỹ, yên Nhật để phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Các doanh nghiệp cần phải mua bán ngoại tệ để sản xuất kinh doanh. Do đó, hoạt động mua bán các cặp tiền tệ được diễn ra trên khắp các trung tâm tài chính trên thế giới ở nhiều khung giờ giao dịch khác nhau. Khi người châu Á đi ngủ thì người Mỹ sẽ hoạt động. Khi người Mỹ nghỉ ngơi thì người Úc sẽ tiến hành giao dịch. Cứ như thế, phiên giao dịch Forex này đóng cửa thì phiên giao dịch khác lại mở ra, tạo thành một vòng khép kín. Việc bạn nắm rõ được các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam sẽ giúp cho bạn sắp xếp được thời gian, công việc để đưa ra cho mình chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Tại các trung tâm giao dịch tài chính lớn nhất thế giới thì trong một ngày sẽ có 4 phiên giao dịch, bao gồm là Sydney tại Úc, Tokyo tại Nhật Bản, London tại Anh Quốc và New York tại Mỹ. Các phiên này kéo dài theo giờ hành chính khoảng 9 tiếng và thay phiên nhau. Đầu tiên là phiên Úc, phiên Sydney. Đây là phiên giao dịch buổi sáng tại Việt Nam và là phiên giao dịch chính đầu tiên và thứ hai, bắt đầu một tuần giao dịch Forex mới. Do đặc điểm của khí hậu Úc, giờ làm việc vào mùa hè và mùa thu sẽ được điều chỉnh khác so với mùa đông và mùa xuân. Do đó, trong suốt mùa hè, giờ giao dịch ở Sydney mở cửa lúc 5 giờ sáng và đóng cửa lúc 2 giờ chiều tại Việt Nam. Vào mùa đông, giờ mở cửa giao dịch là 4 giờ sáng ở Sydney và 1 giờ chiều ở Việt Nam. Do đó, thị trường Úc tại Việt Nam sẽ mở cửa vào 4 giờ sáng thứ hai vào mùa hè và 5 giờ sáng vào mùa đông. Phiên này được gọi là phiên Thái Bình Dương. Phiên giao dịch này thực sự cũng khá yên bình. Giờ giao dịch ở Úc nên là đồng đô la Úc sẽ được giao dịch nhiều. Nếu bạn muốn giao dịch trong thời gian này thì nên chọn các cặp như là AU hoặc NU. Các cặp tiền tệ khác trong giai đoạn này thường ít thanh khoản và ít biến động hơn. Thứ hai là phiên châu Á, phiên Tokyo. Phiên Tokyo còn được gọi là phiên châu Á, mở sau phiên Úc. Ở đây không có sự khác biệt giữa giờ giao dịch mùa hè, mùa thu và giờ giao dịch mùa đông, mùa xuân. Phiên này bắt đầu từ 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam và kết thúc vào 3 giờ chiều. Có thể thấy hầu hết giờ giao dịch ở Tokyo đều trùng với khung giờ Sydney. Kết quả là khi thị trường Tokyo mở cửa thì thị trường sẽ sôi động hơn 3 giờ hết và đồng đô la Úc sẽ giao dịch mạnh hơn. Ngoài ra, đồng yên Nhật tất nhiên sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây là cơ hội để bạn cân nhắc giao dịch cả cặp tiền gọi yên Nhật. Nhìn chung thì thị trường châu Á sẽ trầm lắng hơn vào buổi sáng. Cặp tiền lý tưởng mà bạn có thể chọn để giao dịch trong khung thời gian là đô la Úc hoặc là yên Nhật. Phiên giao dịch Tokyo thường biết đến là tuân theo các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, bởi tính thanh khoản cũng như là biến động tại phiên này đều ở mức thấp. Các đặc trưng cơ bản của phiên Á như là tính thanh khoản thấp, biến động, các điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng, rất lý tưởng cho việc quản trị rủi ro. Thứ ba là phiên Âu, phiên London. Phiên giao dịch tại London bắt đầu một ngày rất là sôi động vì ở châu Âu có một lượng tiền khổng lồ chảy vào. Giống như Úc, giờ làm việc của châu Âu vào mùa đông muộn hơn một giờ so với mùa hè. Do đó, khe thời gian ở London sẽ từ 14 giờ đến 23 giờ vào mùa hè và mùa thu từ 15 giờ đến 24 giờ vào mùa đông và mùa xuân. Trong khi thị trường London sôi động thì thị trường Tokyo đang bước vào những khu giao dịch cuối cùng. Thương nhân châu Á xuất cảnh và thương nhân châu Âu nhập cảnh, dẫn đến là giá cả tăng rất là mạnh hoặc là giảm rất là mạnh. Khác với buổi sáng theo giờ Việt Nam, khối lượng giao dịch vào buổi chiều rất là cao. Nếu bạn tham gia giao dịch, bạn sẽ thấy mình kiếm được rất nhiều lợi nhuận hoặc là thua lỗ trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Để giao dịch trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể chọn các cặp tiền như là Euro hoặc là bảng Anh để giao dịch, chẳng hạn như là EU hoặc EU. Các đặc trưng chính của phiên Âu là đây là phiên giao dịch nhanh chóng và sôi động và là phiên thanh khoản nhất. Các trend mạnh đều bắt đầu từ phiên này. Trend phiên Á thì thường 90% nó sẽ đảo chiều nếu vào giờ phiên này chạy. Và cuối cùng đấy là phiên Mỹ, phiên New York. Khi phiên Mỹ bắt đầu thì thị trường Forex sẽ bùng nổ. Các biến động trong khuôn khổ giao dịch này thì thường khá mạnh mẽ.
tính theo giờ Việt Nam thì mở cửa từ 19 giờ đến 4 giờ sáng vào mùa hè và 20 giờ tối đến 5 giờ sáng vào mùa đông. Do đó thị trường Forex đóng cửa tại Việt Nam vào 4 giờ sáng thứ bảy vào mùa hè và 5 giờ sáng vào mùa đông. Các tin tức kinh tế quan trọng thường công bố vào đầu phiên giao dịch New York gây ra nhiều biến động trên thị trường. Thị trường hoạt động 24 giờ mỗi ngày, vì vậy nhiều người mới mình thấy giao dịch gần như cả ngày luôn. Lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính để vào lệnh, nhưng thực tế thì chỉ có một số thời gian bán giao dịch hiệu quả nhất thôi. Giờ giao dịch Forex nào tốt nhất trong ngày sẽ phụ thuộc vào phong cách và kinh nghiệm giao dịch của bạn. Nếu bạn là người mới muốn nâng cao kinh nghiệm nhưng lại chưa phản ứng với những biến động lớn của thị trường, hay khi bạn là sóng bé thì bạn có thể giao dịch ở phiên Sydney hoặc là phiên Tokyo. Tuy nhiên khi giao dịch ở những phiên này thì bạn không nên tham quá, vì thông thường thị trường sẽ không có nhiều biến động và do đó lợi nhuận sinh ra cho bạn sẽ rất ít. Ngược lại, nếu bạn là trader chuyên nghiệp với kinh nghiệm dày dặn thì hãy tận dụng những biến động lớn của các thị trường tại phiên Âu và phiên Mỹ để có cơ hội bội thu. Và đây cũng là phiên rất linh hoạt và mình thích nhất là phiên này. Còn về giao dịch ngày nào trong tuần thì mình thấy ngày nào cũng như ngày nào, nhưng thường thì 3 ngày giữa tuần vẫn là 3 ngày bạn nên chú tâm để giao dịch. Thứ hai thường là bước vào ngày đầu tuần, nhà đầu tư thì đang trong trạng thái ị ạch nên là chưa sẵn sàng cho những giao dịch, và nếu không có bất kỳ sự kiện hay tin tức nào công bố vào ngày thứ hai thì thị trường cực kỳ yên ắng và không có nhiều biến động. Thứ ba, thứ tư, thứ năm nó được xem là khung giờ giao dịch hiệu quả nhất trong tuần, vì tất cả các trader đều đã nạp đầy năng lượng, thị trường cũng trở nên náo nhiệt và sôi động hơn. Đồng thời những ngày này cũng là thời điểm các sự kiện tin tức được công bố liên tục và mang đến rất nhiều cơ hội để chúng ta vào lệnh. Còn thứ sáu, nửa ngày đầu thị trường vẫn còn nhịp hối hả do việc đóng lệnh để yên tâm tận hưởng hai ngày của tuần. Nửa ngày còn lại nó sẽ giảm dần từ số lượng hay khối lượng giao dịch cho đến thị trường đóng cửa. Đó là những thứ cơ bản nhất về thị trường. Theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số kinh nghiệm cá nhân về lựa chọn phiên để giao dịch, hy vọng góp một phần giúp mọi người có thể thiết kế cho mình một phương pháp phù hợp với bản thân. Những tip này thì đa số ứng dụng với các bạn giao dịch trong ngày thôi. Đầu tiên, phiên Á, phiên Sydney thường khoảng 80% là đi sideways, rất khó đánh. Mọi người đánh phiên này thì nên đánh đảo chiều tại các kháng cự hỗ trợ thì rất là tốt. Phiên Âu và Mỹ là phiên tạo sóng chủ đạo, chúng ta nên sáng tạo các phương pháp theo xu hướng ở các phiên này. Có thể là đánh pullback, đánh breakout. Đầu phiên Âu thì thường có động thái stop hand rồi nó mới di chuyển. Nếu bạn đang có lệnh ở phiên Á thì bạn nên cân nhắc đóng lệnh ở khi vào phiên này. Phiên Mỹ thường có 3 động thái. Thứ nhất là có thể nó giật loạn. Thứ hai nó có thể bay hoặc sập tích mù. Thứ ba là nó đảo chiều phiên Âu. Trên đó là những tip mình tích lũy được trong ngày tháng mình đi tìm phương pháp và mình đã áp dụng nó vào phương pháp của mình rất tốt. Bạn thử nghiệm xem nó có đúng không. Nếu bạn thấy video này mình làm bổ ích thì nhớ để lại cho mình một lượt thích, lượt đăng ký kênh và nhớ chia sẻ video này đến cho nhiều người hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Chúc mọi người giao dịch thành công.